Trước khi trở lại hội quân với đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại chiến dịch vòng loại thứ 2 Olympic 2024, tiền đạo Huỳnh Như đã cho thấy những tín hiệu tích cực về phong độ. Ở trận đấu mới đây của câu lạc bộ Lanh, tuyển thủ quê Trà Vinh đã có được bàn thắng đầu tiên trong mùa giải mới tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Gặp câu lạc bộ Braga, đội bóng hàng đầu của giải đấu, Lanh đứng trước sức ép rất lớn. Bàn thắng của Huỳnh Như giúp đội bóng của cô gỡ hòa 2 đều. Tuy nhiên, sau đó Lanh vẫn phải chấp nhận thất bại với tỷ số 2-3. Hiện tại, Lanh đã để thua 5 trận liên tiếp và dậm chân ở vị trí cuối bảng. Sắp tới, Huỳnh Như sẽ di chuyển thẳng từ Bồ Đào Nha tới Uzbekistan, hội quân với đội tuyển nữ Việt Nam để tham gia chiến dịch vòng loại Olympic